Tập 36. Em làm gì vậy? Sao hôm nay tìm cái gì cũng khó hết vậy? Nãy giờ trong phòng làm em bức bố muốn chết luôn. Trời đã nóng nực mà cái bụng của em cứ như cái lò lửa di động vậy. Em đi đâu? Đi, chúng ta ra ngoài. Đi đâu? Em muốn ăn kem cây quá. Em muốn ăn kem hả? Trời ơi, tốt quá rồi, anh cũng muốn ăn kem nè. Đi. Em muốn ăn loại có bánh quế. Ốc quế hả? Anh ăn mùi sầu riêng nha. Mùi sầu riêng kỳ lắm. Đúng là rắc rối mà. Bạn coi, tại sao Tô Hàng lại làm giám khảo kia chứ? Nếu sớm biết có anh ta thì mình đã không để bạn tham gia cuộc thi đó rồi. Từ lúc bắt đầu mình đã biết có dính tới anh ta rồi. Là anh ta đã đưa thư mời cho mình đó. Hả? Bạn biết mà còn đi nữa sao? Hết cách rồi. Với mình mà nói thì cơ hội này thật sự vô cùng quan trọng đó. Vậy còn triển vọng? Anh ấy cũng biết. Mình biết bạn đang lo lắng chuyện gì. Mình sẽ cố gắng giữ khoảng cách với Tô Hàng mà. Tuyệt đối không để cho anh ta thừa cơ tấn công đâu. Bây giờ triển vọng đã rơi vào tình cảnh khó khăn. Mới bắt đầu mà, cái gì cũng cần phải có tiền hết. Những chuyện lúc trước mình làm chỉ là muối đổ biển thôi. Căn bản không thể giải quyết được hết vấn đề. Vậy còn bạn thì sao? Bạn có dự định như thế nào? Thật ra bây giờ mình chỉ muốn dốc hết sức lực để giành chiến thắng. Lấy được 1 triệu đô làm vốn khởi nghiệp. Như vậy cũng có thể chia sẻ bớt gánh nặng của triển vọng. Huống hồ chi, mặc dù bây giờ mình đang yêu đương, nhưng cũng không thể không theo đuổi sự nghiệp được. Được. Chỉ cần bạn đã quyết định thì người làm chị em này cũng sẽ ủng hộ cho bạn. Đi thôi. Ê, đó không phải là nhà hàng Hải Bá Dương của Đại Dũng hay sao? Hay chúng ta vào ủng hộ chút đi ha. Đi thôi. Đi. Vậy thôi. Anh muốn ăn không? Bên kia còn có bí đỏ kìa. Anh không cần. Đây. Đây, bao nhiêu tiền? Ồ. Cái gì bao nhiêu tiền? Bà bội, em có tiền lẻ không bà bội? Bà bội, nghe nói chuyện có phải như em nghĩ đâu. Thiệt đó. Tôi phải nghĩ thế nào? Em sao vậy? Tôi phải nghĩ thế nào? Có phải như vậy mà? Tôi phải nghĩ thế nào? Tôi phải nghĩ thế nào? Tôi phải nghĩ sao hả? Khoan đã, tôi có được không? Nè, diễn kịch mà thôi, là diễn kịch thôi mà, em hiểu không? Diễn cái gì? Đóng cái gì? Tôi thấy ngoại tình thì có. Tôi thấy anh ngoại tình cái có. Cái gì mà ngoại tình? Anh có bà xã xinh đẹp như em vậy rồi có đúng không? Sao anh có thể làm ra chuyện? Biến đi. Đừng có dở trò này với tôi. Lúc trước tôi đã nghi ngờ chuyện anh có quan hệ gian gì với cô ta rồi. Bây giờ thì đã có chứng cứ rõ ràng rồi đây nè. Chứng cứ cái gì? Anh cũng không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì chứ? Hay gì mấy ngày trước tôi hỏi anh thật ra quan hệ của chúng ta là gì, anh lại không chịu trả lời cho đàng hoàng. Nào, anh làm như vậy là cũng gì? Anh làm vậy là cái gì hả? Anh muốn nói nữa chứ không phải vì đứa con trong bụng tôi thì anh đã cắt đứt với tôi rồi có đúng không? Bội. Ê, ê, nè nè, khoan đã. Cái gì? Trả tiền. Trả tiền, trả tiền. Tổng cộng bao nhiêu? Nếu không phải tay anh đó thì... Tôi xin lỗi. Có bánh xe dự phòng không? Nếu như còn tiếp tục theo tới cùng thì núi vàng núi bạc cũng không đủ để mình xài. Anh Triển, anh đừng có quên, ngoại trừ chuyện chi phí trong đội đua thì bên phía gara Uspeed cũng cần có tiền nữa đó. Tiền. 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 Mau kéo tôi dậy coi. Sao trốn đi đâu cũng nghe tới nó hết vậy? Kiếm chỗ ngủ yên mà cũng không có nữa. Tiền. Tiền. Anh bị sao vậy? Đại Dũng. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh thôi. Nhớ lúc trước, Cao Đại Dũng này cũng coi như là đại ca ở thành Nam. Thật không ngờ hôm nay lại rơi vào con đường này. Đáng lẽ anh nên báo cảnh sát mới phải. Báo cảnh sát? Sợ là cảnh sát tới thì không biết sẽ bắt ai nữa đây chú em mà. Ủa, chuyện này là sao vậy? Không biết nữa. Bộ bạn không biết thiệt hả?
Hay là mình gọi điện hỏi Triển Vọng coi đã có chuyện gì. Ờ, gọi đi. Vậy chúng ta còn tiếp tục theo dõi thi đấu nữa không? Đừng lo. Alo. Alo, Triển Vọng hả? Nhà hàng của Cao Đại Dũng đã đóng cửa rồi. Anh có biết chuyện này không? Anh ấy đang ở chỗ của anh. Anh ấy không sao hết. Anh biết rồi. Ừ, vậy nha. Anh ấy nói không có chuyện gì hết. Anh ấy nói không sao tức là đang có chuyện. Chắc là không muốn chúng ta phải lo lắng mà thôi. Cao Đại Dũng này toàn khiến người khác phải lo lắng. Cao Đại Dũng làm sao chứ? Bạn cũng không phải không biết con người của anh ấy. Mặc dù miệng anh ấy độc địa nhưng mà bụng dạ thì rất là tốt, đầu óc cũng rất là đơn giản. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ấy chỉ ráng giữ thể diện. Bạn nghĩ coi trong lòng cô anh ấy sẽ khó chịu cỡ nào đây. Cứ tiếp tục như vậy đúng là khiến người khác phải lo lắng. Sao tự nhiên lại nhìn mình như vậy chứ? Hôm nay chắc mặt trời mọc ở hướng Tây rồi quá à. Trước tới giờ trong mắt bạn Cao Đại Dũng chẳng phải là người tốt gì. Tại sao bây giờ quan tâm tới ảnh dữ vậy ta? Không phải mình biết rồi. Có phải lần trước hai người giả làm người yêu, bây giờ phim giả tình thật rồi chứ? Cái gì mà phim giả tình thật chứ, không có cửa đâu. Thì tại vì mấy bữa trước mình đã bị trật chân đó. Anh ấy đã tới nhà mình để chăm sóc cho mình, nên mình phát hiện con người của anh ấy bỏ đi cách ăn nói thô lỗ thì cái gì cũng tốt hết. Hơn nữa còn rất là nhiệt tình. Bạn coi một người tốt như vậy chẳng lẽ mình không nên quan tâm hay sao? Điền hiểu đi. Giờ mình nhớ ra rồi. Lúc bạn bị thương ở chân, bạn đưa chìa khóa cho người ta luôn mà. Ê, cô Giai, thực ra mình nhớ rõ Cao Đại Dũng không phải là hạng người bạn thích. Sao bây giờ lại thay đổi nhanh quá vậy ta? Điền hiểu đi à, bạn thôi đi nha. Ai nói là mình thích anh ta chứ? Hả? Điền quá. Đi làm đi. Đừng nhớ chuyện này nữa. Bây giờ tôi chỉ hỏi anh, có suy nghĩ giống tôi không? Nếu như cậu đã quyết định thì chúng ta cứ làm. Đứa Tám nè. Có không? Thua rồi. Hết bài. Thua nữa rồi nha. Tiểu Kha. Anh coi lại sắp tới ngày phát lương của tháng này rồi. Tiền lương của hồi tháng trước cũng chưa thấy tăm hơi. Chẳng lẽ tháng này lại... Tôi thấy chắc tháng này cũng vậy á. Cái thằng bé mới vào làm mấy tháng trước đó chịu không nổi nữa nên qua chỗ khác rồi. Vậy sao? Nó làm ở đâu vậy? Cho dù cô ta có làm chỗ nào thì anh Kha cũng sẽ không đi theo đâu, có phải không? Sao lại không đi theo? Tôi nói cậu nghe nè, tại vì cậu là em vợ của anh Triển, cậu có thể bám lại chỗ này là đương nhiên. Nhưng còn mấy người làm công như chúng tôi, cho dù có tôn trọng anh Triển tới cỡ nào thì chúng tôi cũng phải ăn cơm chứ. Thôi, đúng vậy, cậu coi tháng trước đi. Chúng tôi cũng chưa nghĩ sẽ như vậy nên chúng tôi vẫn ráng cắn răng đi theo anh Triển. Nhưng mà nếu như tháng này vẫn không thể phát lương thì cho dù chúng tôi chịu làm thì người nhà cũng không chịu đâu. Khoan đã, anh Kha, anh nói gì đi? Anh khuyên họ vài câu đi chứ. Mấy anh nghĩ gì vậy? Nói như vậy là sao đây hả? Làm quá không à? Thiệt tình. Thật ra mọi người đều đang rất kẹt. Tôi cũng vậy. Bây giờ vợ tôi sắp sinh con rồi, cậu cũng biết mà. Lúc nào cũng cần có tiền sẵn. Tôi cũng không giấu cậu nữa. Đã có mấy cái gara lớn tới tìm tôi nói chuyện. Hơn nữa họ còn trả lương không hề thấp. Khoan đã các anh em. Bây giờ đang dầu sôi lửa bỏng, anh Triển đã sắp tham gia thi đấu rồi. Nếu như anh mà chiến thắng và được giải quán quân thì các nhà đầu tư sẽ mau chóng đổ tiền vào thôi. Thiệt đó. Cho nên tình hình này chỉ là tạm thời mà thôi. Điền Lương, chuyện cậu nói đúng, chúng tôi đều biết hết. Nhưng mà tạm thời là trong khoảng bao lâu? Chúng ta có thể chịu được tới lúc đó không? Cậu cũng không dám khẳng định đúng không? Trong lòng anh Triển có tính toán hết rồi. Anh tiếp đi. Chờ tiếp đi. Tôi tìm anh Triển gỡ lại nha. Có đi không? Đây, đánh tiếp đi. Ê, anh đang ở đây hả? Giờ này vẫn chưa về sao? Trời ơi, về nhà làm gì? Chẳng có gì chơi. Phải rồi anh Triển. Chuyện là mấy anh em trong gara đang đồn rất nhiều chuyện đó anh Triển. Nói gara chúng ta đang gặp rất nhiều vấn đề, không thể giải quyết được, đã đi tới đường cùng rồi. Mặc dù chỉ là tin đồn tầm bậy, nhưng mà anh cũng nên ra mặt đập tan tin đồn chứ. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì... Là thật.
Những gì mà họ đang nói đều là sự thật. Bây giờ Gara đang rơi vào tình trạng khó khăn. Nhà hàng của Đại Dũng cũng đã đóng cửa. Bây giờ quả thật rất khó nói. Nếu vậy thì chúng ta phải làm sao? Anh còn phải thi đấu nữa. Anh biết chứ. Anh và Đại Dũng đã bàn, nếu chịu không nổi nữa sẽ đem Gara đi thế chấp. Hả? Nè, em nhất định đừng nói chuyện này với chị em đó. Em đi thế chấp? Cô nghe rõ chưa? Em nghe rồi mà. Đây là chuyện riêng của đàn ông chúng ta, sao em lại nói với chị? Yên tâm đi. À phải rồi anh Triển, em còn có một chuyện muốn làm phiền anh. Không phải anh ngủ chỗ này sao? Anh cho em tá túc một đêm được không? Con cặp cái nhà em lại nổi điên nữa rồi kìa. Cho em trốn một đêm được không anh Triển? Hả? Ê, anh Triển, anh biết tại sao em lại muốn trốn? Hả? Bội bội. Nè, em đang làm cái gì vậy? Bội bội, em làm gì vậy? Chị không nhìn thấy hay sao? Cái áo trắng này, anh ta đã mặc nó để nhảy nhót tung tăng với con hồ ly tinh kia. Anh ta không muốn ở bên cạnh em thì cứ nói thẳng với em đi. Cho dù em có làm bà mẹ độc thân cũng không bám anh ta. Đáng hận ở chỗ anh ta bắt cá hai tay. Một mặt thì cho em hy vọng, một mặt kia thì ôm ấp người phụ nữ khác, ăn chơi đàn điếm. Anh ta không phải là con người. Em chửi rất đúng. Chị cũng cảm thấy Điền Lượng không phải là con người. Được, chị cũng cắt luôn đi. Bội bội, bội bội à, em bỏ kéo xuống đi nha. Hả? Lần này Điền Lượng thật sự rất quá đáng. Nhưng mà bản chất của Điền Lượng không phải là người xấu, có đúng vậy không? Hai đứa cãi nhau chia tay rồi tái hợp bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa, nếu trách thì phải trách Lý Thúy Thúy. Bất cứ chiêu trò gì cũng có thể xài được. Một bàn tay không thể vỗ lên tiếng. Anh ta đàng hoàng thì ai tìm tới anh ta? Phải, phải rồi. Nhưng nó không phải là người xấu, chỉ là thỉnh thoảng đầu óc hơi bị vào nước thôi à. Chị hiểu đi. Tới nước này rồi mà chị còn bênh vực anh ta sao? Chị không phải là bênh vực. Nhất định chuyện anh ta gian dối với Lý Thúy Thúy không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Chắc chắn trong lòng chị đã biết rất rõ. Chị sao? Không phải. Cho dù như thế nào thì cũng là do chị dắt Lý Thúy Thúy tới chỗ này. Bây giờ dẫn sói vào nhà nuôi ong tay áo. Chị hiểu đi, chuyện này có phần của chị. Bội bội à chị. Còn nữa, em đã coi cái chương trình đó rồi. Tô Hà là người trong ban giám khảo. Chị rõ ràng biết anh ta dính dáng tới cuộc thi mà vẫn đi tham gia. Chị có nghĩ tới cảm nhận của anh Triển chưa? Tại sao nhà họ Điền các người đều giống nhau như vậy chứ? Toàn là loại người đứng núi này trông núi nọ. Em mà bây giờ em đang có thai đó. Em được, nè. Em đánh hay lắm Dung bồi bồi. Là lỗi của anh là đồ khốn. Anh đã làm rất nhiều chuyện khốn kiếp có lỗi với em. Anh đã lấy tiền của Lý Thí Thúy là bởi vì anh biết anh đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi. Anh muốn bù đắp. Anh muốn dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền. Anh muốn giúp cho em. Cho em một lời hứa. Cho nên hôm nay bồi bồi, lấy anh nha. Chị hai, chị hai, chị hai. Ai là chị của cậu hả? Hai đứa bay. Chị à. Chị, lúc nãy em đã trách lầm chị rồi. Chị đừng giận em mà. Phải đó, em biết em sai được chưa? Em không nên làm như vậy, em sai. Cái thằng này, em muốn lên tivi thì cứ lên. Ai cho lấy tiền của Lý Thúy Thúy làm gì? Em xin tiền của chị, xin tiền Triển vọng nè. Em làm sao dám xin tiền chị và anh Triển chứ? Bây giờ chị còn chưa tìm được công việc, còn bên phía anh Triển thì... Bên phía Triển vọng thì sao hả? Ảnh còn không trả nổi tiền phụ tùng nữa.
si, pẹt pẹt, tu si, pẹt pẹt, tu si, pẹt pẹt, tu si, pẹt pẹt. Ra đi, nhanh lên. Thì từ từ em ra. Rốt cuộc có ra không vậy? Sao anh cứ hù dọa em hoài vậy? Anh hù dọa em hồi nào? Chơi lại đi, chơi lại. Mít ra cái gì, ra cái này, tu si. Tu si. Chị à, chơi gì vậy? Chị tới chua chung đi. Bồi bồi, anh giúp chị một tay đi. Anh giúp chị chụp hình chị với mấy cục cưng của chị ha. Hả? Chụp hình? Chụp hình. Tự nhiên chụp hình làm gì vậy? Thấy hết không? À, thấy hết mấy đứa nó thấy. Không? Rồi, rồi. À, nè. Một, hai. Chị cười lên cái đi chị. Chụp đi. Một, hai, ba. Trời ơi, cười như miếu vậy đó. Chị cười lên đi mà chị. Một, hai. Được rồi, được rồi. Xong rồi. Một, hai. Em thấy chị khóc cũng dễ nhìn hơn nữa đó chị. Chị cười lên đi chị. Chị bị sao vậy hả? Xong rồi. Chị hai. Chị đau lòng lắm đó. Trời ơi, có chuyện gì vậy? Chị phải tạm biệt mấy đứa con yêu dấu của chị rồi. Tạm biệt chị. Bây giờ chị còn nhớ rất rõ hình dạng lúc tụi nó vừa mới tới nhà của chị. Chị nhớ rõ từng chi tiết một luôn đó nha. Cái túi này là cái túi số lượng có hạn mà chị phải ăn mì gói suốt 3 tháng mới dành dụm đủ tiền mua nó. Em coi thiết kế đi nè. Cái loại da này. Chị còn nhớ cái cảm giác vui sướng muốn chết khi chị vừa được ôm nó vào trong lòng. Em không biết đâu lúc đó chị hả, tối nào chị cũng ôm nó vào lòng để ngủ hết á. Chị à, cái cảm giác mà chị vừa kể em hiểu. Đây không chỉ là một cái túi, nó còn có một cảm giác an toàn. Phụ nữ kìa. Nè em coi, còn cái này nữa nè. Chị nhớ chị mua nó lúc chị làm cho Lưu Lộ, ngày nào cũng bị cô ta sai bảo. Chị phải cắn răng nhìn mặt cô ta chỉ vì nó thôi đó. Chị đừng có nói nữa, nghe nói cứ như sinh ly tử biệt vậy. Có phải mấy đứa con của chị đang nằm đó hay sao? Đúng vậy. Tụi nó thì vẫn bình thường, nhưng mà tụi nó không còn là con của chị nữa. Hả? Sao vậy chị? Em coi. Cái này có người mua rồi. Chắc chắn mấy cái còn lại cũng sắp ra đi. Trời, như vậy không khác nào lấy mạng của chị. Em hiểu rồi. Em biết mấy cái túi này vô cùng quan trọng đối với chị. Túi có mắc cỡ nào thì tình yêu vẫn hơn. Bồi bồi, dạ? Giúp chị một chuyện nha. Lát nữa em đem những cái túi này cho người ta. Chị thật sự không dám tự tay tiễn chứ. Chị Điện Lượng hả? Lát nữa em ra ngoài với chị nha. Đi đâu vậy? Đi thôi. Chị tới liền. Nè, anh ăn cái này đi. Tôi nói mọi người nghe, tất cả những thứ này đều là rau sạch cho chúng tôi đi siêu thị mua về cho mọi người ăn đó. Còn nồi lẩu này nữa, là lẩu Tứ Xuyên và Trùng Khánh chính hiệu đó nha. Thơm quá trời. Nè, ăn nhiều vào được cái sáu nha. Vậy là sao? Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cảm ơn chị Vô. Cảm ơn chị Hiểu Ly. Mọi người ăn nhiều vào đi ha. Dạ dạ. Một lát nữa anh sẽ biết thôi. Các anh em đồng nghiệp trong gara YouSpeed à, tôi cũng biết gần đây mọi người vì chuyện cuộc đua xe ở Kim Cảng mà rất mệt rồi. Tôi xin mời mọi người một lon. Dạ. Đây. Càng. Vất vả rồi, vất vả rồi. Đây, ăn nhiều vào. Ăn nhiều đi. Thịt nha. Tiểu Hồ Nhân Tử, cậu cũng ăn nhiều vào nha. Tôi thấy bình thường cậu làm việc rất nhiều đó. Ăn cơm mạnh nhất cũng chính là cậu. Tôi nghe người trong gara nói cậu ăn kinh khủng lắm hả? Không có. Chị ăn được đi. Rồi, ăn đi. Ăn đi. Đây, đưa chén này. Tiểu Hồ đó hả? Tôi cũng hay nghe chuyển giọng kể về cậu. Rất lợi hại. Thông minh. Nghe nói có phụ tùng mới nào vào tay của cậu thì chưa tới 3 ngày là giải quyết xong hết, có đúng không? Cậu ăn cá viên đi nè. Đây. Tiểu Kha, tôi phải tự mình mời cậu một lon. Tới lượt em á. Cảm ơn cậu đỡ bên cạnh triển vọng suốt bao nhiêu năm nay. Cũng cảm ơn cậu đã luôn suy nghĩ cho gara. Còn có một chuyện nữa rất đáng để chúc mừng nha. Mọi người có biết chuyện này chưa? Cậu ấy sắp được làm ba rồi đó. Đây, mọi người cạn lon thôi. Cạn. Anh chị, tôi và triển vọng đã mua một món quà cho cậu. Chúc mừng cậu bước vào giai đoạn mới trong cuộc đời của cậu. Đã quá nhờ Tiểu Kha. Em đại diện cho ba người nhà em cảm ơn hai anh chị nhiều lắm. Cảm ơn nha. Được rồi. Để tôi nói vài câu nha. Cảm ơn em Hiểu Ni và cả Điền Lượng nữa. Xin cảm ơn mọi người. YouSpeed đã hoạt động được 5 năm ở chỗ này.
có tất cả anh em đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn để gây dựng nên Chiêu Smith, từ một đồng nghiệp rồi trở thành đồng đội trong đội đua xe. Sau đó mọi người vì cuộc đua xe của tôi mà dốc hết tâm huyết, cho nên tôi xin được mời tất cả mọi người cảm ơn từng người trong các cậu. Cảm ơn. Rồi. Đây đây, đây. Cạn đi, cạn đi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Triển vọng không biết ăn nói. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nói nhiều như vậy. Thật ra bây giờ mọi người ngồi ở đây ăn chung một nồi lẩu thì cũng giống như là một gia đình. Gara của chúng ta là một đại gia đình. Bây giờ gia đình chúng ta đang gặp một chút chuyện khó khăn. Tôi cũng biết đã làm khó mọi người. Tôi và Triển Vọng cũng biết mọi người đang rất khó xử. Thật xin lỗi mọi người. Nhưng mà cách ngày thi đấu chỉ còn một tuần nữa mà thôi. Tôi và Triển Vọng nhất định sẽ cố hết sức để vượt qua được cửa ải lần này. Tôi biết trong lòng mọi người cũng đang khó xử vì gia đình. Nếu như mọi người muốn rời khỏi thì tôi và Triển Vọng đều hiểu, sẽ không trách mọi người đâu. Thật đó. Anh Triển, để em nói trước nha. Tiểu Kha này tuyệt đối không bỏ anh. Em sẽ cùng anh vượt qua khoảng thời gian cho tới ngày anh đoạt giải trở về đây. Em cũng có lòng tin. Các anh em mọi người có lòng tin hay không? Có. Được. Cạn ly. Cạn ly. Trời, cạn nha. Cạn. Tôi rất thích một con ngựa quan, nhưng nhà của tôi không có đồng cỏ. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng Điền Tiểu Thư. Nè, bài hát là Đổng Tiểu Thư kia mà. Anh biết. Cảm ơn em. Hôm nay em có thể hiện được phong thái của một bà chủ không? Đương nhiên rồi. Vậy anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại đi. Nhắm rồi. Tưng tưng. Cho anh nè. Làm vậy là sao? Em đã chụp hình túi xách rồi đăng lên trên mạng để bán chúng rồi. Nhưng đó là cục cưng của em mà. Bây giờ anh chính là cục cưng lớn nhất của em. Mặc dù số tiền này không nhiều lắm, nhưng mà đủ để anh trả tiền lương cho các anh em đó. Dù tình nghĩa thế nào thì người ta cũng cần phải lo chuyện no bụng chứ. Không phải. Anh thật sự. Cái gì? Bộ anh tưởng em cho không anh đó hả? Sau này em sẽ bắt anh đóng lời từng đồng một cho em đó, nghe chưa? Anh đừng có ở đó mà vội mừng. Tôi rất thích một con ngựa quan, nhưng nhà của tôi không có đồng cỏ. Nhưng mà tôi vẫn hy vọng cùng Điền Tiểu Thư. Anh hát thế ghê quá à. Chào mọi người. Chủ đề thi đấu ngày hôm nay chính là đấu giá để quyên góp làm từ thiện. Những tác phẩm đấu giá lần này sẽ được xếp theo thứ tự từ thấp tới cao. Ba thí sinh có tác phẩm được ra giá cao nhất sẽ được vào vòng chung kết. Những thí sinh còn lại đều sẽ bị loại. Vì nâng cao tính công bằng cho nên là lần đấu giá từ thiện lần này là đấu giá kín. Các vị khách quý xin viết mức giá vào trong phong bì đã đưa. Một lát nữa sẽ có nhân viên phụ trách sẽ thu về. Bây giờ xin mời các vị khách quý cùng thưởng thức tác phẩm của các thí sinh. Lúc nãy chúng ta đã thưởng thức 6 bộ lễ phục xinh đẹp được trình diễn bởi 6 cô người mẫu. Giờ trong tay của tôi đã có kết quả. Bây giờ tôi tuyên bố xếp ở vị trí thứ 3 chính là tác phẩm số 2 do nhà thiết kế Lý Bôn Nhi thiết kế. Tác phẩm có giá là 78.000 tệ. Người ra giá là giám đốc cao của công ty Nguyên Tố. Xếp ở vị trí thứ 2 chính là tác phẩm số 5 do nhà thiết kế Tôn Lệ Quyên thiết kế. Tác phẩm có giá là 85.000 tệ. Người ra giá là giám đốc văn của công ty Tiên Phong. Bây giờ xin được phép trân trọng tuyên bố tác phẩm xếp ở vị trí thứ nhất, đó chính là tác phẩm số 6 do nhà thiết kế Điền Hiểu Ni thiết kế. Tác phẩm có giá là 100.000. Người ra giá là giám đốc Tô của truyền thông hãng. Xin chúc mừng cô Điền Hiểu Ni đã giành được vị trí quán quân trong vòng thi bán kết. Và tác phẩm này sẽ được trao lại cho chủ nhân của nó, giám đốc Tô. Hiểu Ni, chúc mừng em nha. Cảm ơn.
Tôi thấy không có vấn đề, cậu nói với phòng tài vụ thanh toán toàn bộ tiền lương cho các anh em đi. Tuyệt vời. Anh Triển. Triển vọng. Dì này nói là muốn gặp anh. Dì ấy nói là bà chủ. Thằng nhóc này, bà chủ cái gì chứ? Dì là mẹ nuôi của ông chủ mấy đứa. Dạ dạ dạ, ngồi đi ngồi đi. Dạ con chào dì. Con chào dì. Làm việc đi. Dạ dạ. Sao dì lại tới đây? Dì nghe đại Dũng nói con dọn tới đây, tới để coi con sống sao, có tốt hay không. Con sống ở đây hả? Vậy con ngủ ở đâu? Dì bẩn. Dì bẩn dì nhìn nha. Đây, cái chỗ đó là chỗ con ngồi làm việc. Trên đó con có treo các bản vẽ nữa. Ngủ thì nằm ở đằng kia. Có thể mở mắt lại thấy bản vẽ, tiện lợi biết bao nhiêu chứ. Dì bẩn. Con nghe dì nói chuyện là như vậy. Thật ra dì tính đợi sau khi mấy đứa kết hôn xong thì dì không cần phải lo lắng cái gì nữa. Cho nên dì mới ráng để dành số tiền này rồi hẹn mấy ông bà bạn đi du lịch đó đây. Nhưng mà bây giờ đại Dũng, bỏ đi, không nói nó nữa. Chúng ta nói chuyện này đi. Bây giờ dì không có chuyện gì cần dùng tiền, cho nên con cứ nhận nó đi. Trời ơi, con nhận đi. Con phải nhận nó. Thì con nói đi mà. Con... Nghe con nói. Bây giờ đại Dũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Hơn nữa toàn bộ chuyện này cũng là do con mà ra. Dì không trách con thì con đã vui lắm rồi. Nên dì Mẫn à, đây là tiền dưỡng lão của dì. Còn có thẻ nữa, con... Dưỡng lão cái gì? Bây giờ dì vẫn còn trẻ mà. Chuyện dưỡng lão thì đợi sau rồi nói. Trời ơi Triển vọng, dì chỉ cảm thấy con và đại Dũng dấn thân vào ngành này chịu khổ rất nhiều. Xém chút là con cũng mất cả mạng rồi. Cho dù sau này kết quả thế nào, dì cũng không muốn hai đứa phải từ bỏ giữa chừng để lại tiếc nuối. Cho nên tiền này... Dì Mẫn à, con nhận tấm lòng của dì. Nhưng... Nghe dì nói nè, tấm lòng của dì và tiền của dì con đều phải nhận cho dì. Cầm lấy. Dì Mẫn. Tô Hàng hả? Tôi đã đem trang phục tới cho anh rồi. Tôi sẽ để ở quầy lễ tân trước cửa. Bộ trang phục đó là quà anh tặng cho em, không cần đưa tới cho anh. Anh đấu giá được thì phải thuộc về anh chứ. Nếu anh muốn chơi trò dung tiền như nước thì tìm người khác đi, đừng chơi với tôi. Chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp được gì cho cô? Chào cô, nhờ cô chuyển cái này cho anh Tô Hàng giùm tôi. Dạ được. Cảm ơn. Được hết sáu. Giám đốc. Hiểu Ni, em nhìn những thứ này em sẽ hiểu. Anh đã không còn là Tô Hàng lúc trước nữa. Tô Hàng, trước khi thi đấu anh đã nói với tôi sẽ công tư phân minh. Nhưng bây giờ anh làm như vậy, cho dù tôi có thắng thì tôi cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Có lẽ em sẽ cảm thấy anh đang giở trò bỉ ổi, thừa cơ hội để tiếp cận em. Nhưng mà Hiểu Ni, em thử nghĩ lại đi. Chẳng lẽ em không muốn thiết kế của mình trở thành một tác phẩm hoàn hảo, được người khác lựa chọn, được tất cả mọi người công nhận sao? Anh bỏ giá cao để mua tác phẩm này không chỉ bởi vì tình cảm cá nhân anh dành cho em, hơn nữa còn vì anh thật lòng cảm thấy nó đáng được như vậy, danh xứng với thực. Em có thể cùng anh tới chỗ này được không? Đi đâu? Yên tâm, đây chỉ là công việc thôi, có liên quan tới bộ trang phục. Đây là đâu vậy? Em vào trong coi đi. Ngày này vào tháng sau, em sẽ thấy chỗ này có thêm một công trình mới, đó chính là một thư viện thiếu nhi. Em sẽ nhìn thấy tác phẩm của em được biến hóa như thế nào. Tác phẩm của tôi? Phải. Anh đã đem 100.000 đó quyên góp cho cô nhi viện.
viện trưởng sẽ dùng 100.000 đó để xây dựng một thư viện cho các trẻ em ở đây. Bây giờ em cảm thấy tiền anh bỏ ra có đáng hay không? Tôi thật sự không ngờ anh lại... Hiểu Ni à, anh làm những chuyện này chính là vì muốn em biết rằng anh vẫn đang dần thay đổi vì em. Nhưng em thì không cần phải thay đổi đâu. Ưu điểm của em, khuyết điểm của em, anh đều chấp nhận hết. Anh biết em rất khó mang thai, nhưng mà anh không để ý. Chỉ cần chúng ta có thể ở bên nhau thì chúng ta có thể nhận con nuôi mà. Không sao đâu, em không cần lập tức trả lời anh. Anh có thể chờ và chấp nhận chờ em. Nhưng anh chỉ muốn em hiểu tình cảm của anh thôi. Cảm ơn tình cảm của anh. Trang phục là của anh, nhưng tôi thì không. Ê, đi đâu cũng gặp anh ta vậy? Tại sao em có cảm giác anh ta có ý đồ mờ ám với chị hai đó? Bởi em không nhận ra hả? Anh ta muốn cô chị hai của anh đó, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt à. Ê, chị ra ngoài hả? Chị à? Chị, dù sao bây giờ em thất nghiệp rồi, hay là để em làm vệ sĩ cho chị nha. Em sẽ bảo vệ sự an toàn của chị, thấy sao? Làm vệ sĩ cho chị hả? Ừ. Chị có phải là ngôi sao đâu mà phải bảo vệ nhưng cho mà... chị. Ê, mặc dù em không có cơ bắp nhưng mà em có não, có phải không? Em sẽ giúp chị trừng trị cái tên Tô Hàng kia. Chị muốn thế nào nói đi. Đủ rồi đó, đừng có xen vào chuyện của chị. Não như trái nho mà còn đòi giúp chị. Em lo mà suy nghĩ về chuyện công việc của em đi kìa. Làm nghề gì và phải nộp đơn vào công ty nào? Chị không thể nào giống em được. Bội bội, dạ. Canh chừng nó đi nha. À, dạ dạ dạ. Ngồi dậy, chị đi dạ. ra ngoài đó. Đi đường cẩn thận. Ê. Em nói anh nghe, Tô Hàng này bày ra kế hoạch lớn như vậy cũng là vì muốn theo đuổi chị hai. Trời ơi, một khi giám đốc bá đạo ra tay, quả nhiên không ai bằng. Nói cái gì vậy hả? Hả? Em đang bên ai vậy? Bây giờ theo phe người dân có phải không? Em chỉ đang cảm khái chút thôi, làm gì dữ vậy? Nhìn anh Tô Hàng đi, người ta sinh ra trong một gia đình giàu có chuyện gì mà chưa từng thấy, lãng tử mà. Cũng phải biết quay đầu, quan trọng là anh ta vì chị hai mà bỏ ra tới 100.000. Trời ơi, 100.000 lượng đó quá là hoành tráng luôn. Ôi trời, ngưỡng mộ thiệt. Ê, bồi bồi. Hả? Em nói, nếu như anh ta chỗ Tô Hàng để làm việc thì anh ta có chịu nhận anh hay là không? Trời ơi, anh có thể đàng hoàng một chút được không? Còn nghĩ tới Tô Hàng hả? Vậy... chuyện với Lý Thí Thúy còn chưa đủ vui đúng không? Trời ơi, anh đi làm gián điệp. Gián điệp đó em hiểu không? Gián điệp, anh làm gián điệp ở nhà được rồi. Em không hiểu ý của anh rồi. Nè, đi luộc trứng gà cho em đi. Trời đất ơi, ai, là ai vậy hả? Nhỏ tiếng thôi, là tôi nè. Đại Dũng, anh đứng đây làm gì vậy? Có ai đi theo đằng sau cô không? Có ai đi theo đâu. Ai... anh bị sao vậy? Mấy ngày nay tôi bị chủ nợ rượt liên tục, phải đi lang thang khắp nơi đòi nợ sao? Bây giờ tôi không dám về nhà nữa, cũng không dám tới nhà bạn bè, bởi vì cuộc thi đua xe mà tôi bán nhà hàng rồi. Tôi thật sự không biết đi đâu. Cô mới đi mua đồ ăn đó hả? Trời ơi, ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ đó. Uống miếng nước đi nè. Dạ mẹ. Con sao, con vẫn khỏe. Bây giờ con đang ở nhà bạn của con. Không sao, mẹ không cần phải lo. Đợi qua lúc này rồi con sẽ tìm cách bù tiền lại ha. Mẹ yên tâm. Mấy tên chủ nợ đó có tới quậy mẹ không vậy? Vậy thì tốt. À phải rồi mẹ, có thể gần đây con sẽ không thường xuyên về thăm mẹ được. Dạ được. Vào trong đi. Có được không đó? Đương nhiên là kỳ cục rồi. Vậy thôi anh về đi. Ê, đừng mà. Cô có kim chỉ không? Sao vậy?
Anh ông, đối với anh thì nhiêu đó tiền có là cái gì đâu, giống như mua bánh vậy. Anh giúp em đi mà. Quên rồi hả? Lúc trước khi anh bị bắt giam, tôi cũng tới thăm anh không ít đó hả? Có được không? Không lâu đâu, tôi sẽ mau trả lại mà. Alo anh Đông, bây giờ có tín hiệu chưa vậy? Alo. Phi Phi, có chuyện gì? Hả? Cậu bao phòng ở Hào Tước chờ tôi hả? Còn Khui La Phít nữa hả? Được. Nhưng mà anh Đại Dũng lại đang ở nước ngoài. Bây giờ tôi đang ở Châu Phi. Tôi đang ở một em da đen nằm phơi nắng nè. Ha. Rồi được rồi. Đúng rồi đúng rồi. Cậu có đang dư giả không? Alo. Cái đám phản bội này. Tôi nói cho anh nghe, Đại Dũng thành nam, anh tưởng mình vẫn là Đại Dũng của năm xưa hay sao vậy? Anh còn tưởng đám bạn của anh sẽ chịu giúp đỡ cho anh hay sao? Không phải là tôi nói sốc anh. Anh nhìn lại lúc trước đi, ngày nào anh cũng ăn mặc lòe loẹt, ra vẻ ta đây quên quang khắp nơi. Quen biết một đám bạn chẳng là cái gì hết. Anh tưởng đó là bạn bè thật sự sao? Họ có cho anh mượn tiền không? Thật ra tôi thấy anh rơi vào hoàn cảnh này cũng coi như là chuyện tốt, để đầu óc của anh được tỉnh táo hơn. Tôi còn nhớ lúc trước có người giá đồ cho tôi, nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi giá đồ cho tôi đó. Bây giờ muốn kêu cô là mẹ quá. Vậy anh cứ kêu thử đi. Alo, Phi Phi hả? Chuyện tôi hỏi cậu thế nào rồi? Hả? Thấp xuống nữa. Chị Hiếu Ni à, tấm hình lúc nãy chụp rất đẹp. Trang điểm xong thì chúng ta chụp tiếp nha. Được, cô đợi chút. Được. Hiếu Ni à, triển vọng đã dọn đi rồi hả? Ừ. Vậy bạn dự định làm thế nào? Đi tìm anh ấy hay là cứ chờ như vậy thôi? Anh ấy muốn mình cho anh ấy không gian riêng. Được, chúng ta không nói mấy chuyện buồn phiền này nữa. Nói cho bạn nghe một tin vui, mình mở tiệm online. Thật đương đó. Nhiên mình sẽ bán trang phục của thương hiệu Gym. Mình đã đăng ký làm đại lý, mình cảm thấy nó rất hợp với mình. Mình sẽ bán trang phục cho người mập, cho nên mình đã kêu Cao Đại Dũng làm người mẫu cho mình rồi. Thấy sao? Cao Đại Dũng hả? Đúng vậy. Nghe bạn nói thì thấy Cao Đại Dũng cũng rất đương thích hợp. Đương nhiên là đó. Thích hợp rồi. Bạn có hồi lúc trước anh ấy ăn mặc như mấy ông già, nhìn mắc cười quá trời luôn. Bây giờ mình phải giúp anh ấy thay đổi phong cách mới được. Nếu như bạn cải tạo được Cao Đại Dũng thì bạn đúng là giỏi thiệt luôn đó. Mình cũng không muốn làm cho anh ấy thay đổi. Bây giờ mình chỉ cảm thấy gần đây anh ấy và triển vọng đều chán nản như vậy. Nhưng mà không thể cứ chán nản như vậy hoài, có đúng hay không? Nên mới kéo anh ấy bán hàng online, chụp hình làm mẫu gì đó. Mình cảm thấy giúp cho anh ấy giải tỏa căng thẳng hơn. Đúng vậy, mình cũng hy vọng triển vọng có thể mau chóng vực dậy. Hy vọng anh em họ có thể vượt qua được khó khăn này. Sẽ tốt thôi. Đi chụp hình đi. Được. Tới em rồi. À phải rồi, Ami à, nhờ cô trang điểm cho quý cô này giùm tôi nha. Dạ được. Chị, chị làm vậy là sao? Làm cho người khác không làm cho em của mình hả? Làm vậy mà là chị à? Em gái tôi tên Lý Thúy Thúy, cô là ai vậy? Em biết tại sao hai người lại khó chịu. Là vì hai người luôn nghĩ rằng em là một con chó con, lúc nào cũng chạy theo đuôi của hai người. Tiếc là bây giờ em sung sướng hơn hai người. Nè, nhưng mà chị có tin không? Em chắc chắn đánh bại Điền Hiểu Ni.